Camera vô tình quay lại 30 tình huống điên rồ không thể tin được đã xảy ra. Trời ơi các bạn ơi, sắp đến Tết rồi nha, các bạn đã chuẩn bị gì cho một kỳ nghỉ Tết dài, ấm cúng và trọn vẹn chứ nào? Chắc hẳn là các anh em đang phải sắp mặt với hàng tá deadline ngập đầu trước Tết đúng không nè? Nghiện khám phá vẫn ở đây để giúp bạn giải trí và xả stress đấy nha. Thôi cùng vào việc nào các bạn ơi. Yo. Thứ nhất, trú mưa. Thanh niên đang đứng dưới mái hiên trú mưa. Cái tự nhiên. Trời ơi, xui không để đâu cho nó hết luôn á trời ơi. Tôi vẫn bị ướt như chuột lột thôi. Thứ hai, anh shipper xui xẻo. Đấy, anh shipper cầm cái điện thoại nhắn ngắn đồ. Ok chị, ổng quay người rồi cái tự nhiên. Một giây bất cẩn là mất luôn cái điện thoại và hố ga. Ai sẽ chết tiệt thì chứ, đen quá. Thứ ba, cơn gió. Khi bạn nổi hứng chăm chỉ muốn quét cái sân, nhưng mà thần gió lại không có cho. Trông bất lực thật sự trời. Thứ tư, may mắn. Cô gái vừa mới đi qua thì chiếc thang đã rơi xuống ngay lập tức luôn. Kiểu này chắc là ông bà gánh còng lưng rồi nha. Thứ năm, vật chất quyết định. Đấy, sau một hồi 7749 lần bị các xe thi nhau tạt nước, anh chàng đã quyết định là cầm luôn cái cục gạch để xem còn ai dám nữa không. Và rồi, quả nhiên vật chất quyết định ý thức các bạn ơi. Đâu lại vào đấy. Thứ sáu, báo con. Cháu tôi nó nhà ngoan lắm các bác ạ. Ôi thôi xong, toàn cái tivi của bố rồi. Nhà nuôi chú báo con có khác nhờ. Bảy, ngủ gật. Ok, đau không chú? Mọi người đừng cười nữa nha. Chỉ là tôi mệt quá cho nên ngủ gật một xíu thôi mà. Thứ tám, mà dọn dẹp. Nani? Ôi, tôi cá là cái con ma này rất thích dọn dẹp nè mọi người. Hãy nhìn nó đang lau gương kìa. Rất có thứ tự và sạch sẽ nhá. Kể ra có ăn mang về trong nhà cũng nhàn nhờ. Ui, sợ quá phải bắt. 19. Xe ô tô dột. Đấy các bạn xem, ngồi trong xe ô tô trú mưa mà xe bị dột là dở rồi. Có ô tô mà cũng như không, tức cái mình. Ôi ơi. Thứ 10, chú chó wow. Khi đến giờ cơm mà bạn vẫn chưa cho con boss ăn kiểu mày coi chừng tao, con chó sếp. Mười một, vũ điệu mới. Vũ điệu đá gà mới ra lò cực kỳ cháy đây anh em ơi. Anh em học tập còn đi quẩy Tết chứ nhờ. Yeah.
12 chiếc điện thoại. What? Thật là điên rồ khi mà một anh chàng nào đó sở hữu chiếc điện thoại này các bạn. Cái điện thoại nát tả tơi kiểu mày ơi tha giùm tao đi. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. 13 chiếc xe. Cái skill này của bác tài xế thật sự không đùa được đâu các bạn ơi. Tại hạ bái phụ, xin nhận của tại hạ một lại. 14 thần thủ. Ôi trời ơi, thần thủ nhanh đó nha. Mém tí nữa là toan đi gặp ông bà tổ tiên luôn rồi. 15 nát trứng. Oh no. Trời, tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng khóc trong video này đó mọi người. Nát hết trứng rồi. 16 mèo thấy ngán. Ờ hay, lắm ca thế. Tao nhìn mà tao còn phát ngán nữa nha. Hết muốn ăn luôn trời. Bình thường là phải nhào dưới đất một con cơ đấy. Yêu đơn phương là gì? Ngốc chẳng dám nói ra. Vậy nói ra ta đừng gì. Được thêm một thứ mà. 17 mùa đông. Mùa đông bên nước bạn kiểu rồi xe đóng băng thành cục đá xíu khổng lồ. Su cà na. 18 trêu gà. Này thì trêu gà này, nghiệp quật sớm lắm nha bà con. 1 diễn biến khác, còn có bé gà đi hẳn giày thể thao nữa cơ đấy. Trông nó hoang mang tột độ kìa mọi người. 19. Sức mạnh. Để tôi cho các bạn biết sức mạnh của các chị em phụ nữ là như thế nào. Bà đẩy con phát mà cái xe nó lùi về phía sau luôn trời. Đỉnh. Mời đẹp, mời đẹp. 20 đánh golf. Đỉnh cao của trò đánh golf là đây. Thiệt không còn từ gì để diễn tả luôn các bạn ơi. Bravo. 21 quạt trần. Câu chuyện về chiếc quạt trần thiếu nghị lực và cái kết. Ôi trời ơi, may mắn là đã không rơi trúng đầu người đàn ông đó nha. 22 cởi mũ. Rồi, đây là cái màn cởi mũ cồng kềnh nhất mà chúng ta từng được biết. Người hậu đậu thì hay bị ngã thôi. 23 ăn trộm. Hey. Hey, mới đầu tưởng hai thanh niên định trộm chó nha. Ngờ hóa ra lại muốn trộm cái cây. Cây đẹp quá chị ơi, xin về trồng ăn Tết. Em cảm ơn. 24 toàn.
Tết này lại mất 3 thùng bia rồi. Thanh niên chỉ có thể đứng hình mà nhìn. Thật là ngốc sừng ếch. This guy what? 25. Cái chổi. Thanh niên kẹp cái chổi vô nách rồi lại đi tìm cái chổi. Trời ơi, hội chứng não cá vàng đấy mà. Phá hoại. Những kẻ ngu ngốc lại thường hay sống thảnh thơi kiểu phải tu là tôi đập cho mấy phát rồi nhá. Cái ghế. Trời, cái ghế này êm quá trời quá đất. Ôi giời, ê đau nha. Đề nghị chú quán thay ghế nha. Mèo phá hoại. À, ở đây có cái vòng đẹp dữ trời. Nhưng mà tao ngứa mắt nha. Khi bạn nuôi nhầm một con báo thì nó như thế đấy các bạn. Ôi trời ơi. Hai mươi chín. Sự cố. Nhân viên mới ngày đầu đi làm kiểu tiền đền bao nhiêu đây nhờ. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thể nào. 30. Cái thùng. Tất cả là tại cái thùng thôi. Đen thôi, đỏ chưa sơn. Vâng các bạn ơi, hy vọng chiếc video ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn sẽ có một ngày thật là vui vẻ. Và nếu như anh em thích video này thì nhớ like và subscribe cái mạnh nha mọi người. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nha.